Ukraine phát hiện hệ thống định vị vệ tinh tên lửa Nga tấn công có chứa 4 thành phần của Mỹ. Quan chức Ukraine nỗ lực cô lập Nga của phương Tây hoàn toàn thất bại. Israel tấn công trực diện thủ đô Syria, 4 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng. Căn cứ Mỹ tại Iraq bị trút tên lửa. Iran phóng thành công vệ tinh quân sự mới vào quỹ đạo. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, các chuyên gia đã phát hiện ra có 4 thành phần do Mỹ sản xuất được tìm thấy trong hệ thống định vị của tên lửa trong cuộc tấn công của Nga vào trung tâm thành phố Chernihiv của Ukraine vào tháng 8 năm ngoái. Phía Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế không phổ biến công nghệ của họ trong vũ khí của Nga. Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine NACP cho biết, các chuyên gia phát hiện hệ thống định vị vệ tinh của tên lửa Iskander-M phóng tới Hip có chứa 4 thành phần của Mỹ. Tài liệu cũng được tiết lộ rằng tên lửa này được sản xuất không sớm hơn tháng 3 năm 2013. NACP cho rằng có khả năng những bộ phận này đã được chuyển đến Nga sau khi nước này bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau chống lại việc phổ biến công nghệ của họ, đặc biệt là sang Nga. Thông báo nhấn mạnh, các công nghệ và linh kiện nước ngoài không thể tiếp tục là một phần vũ khí của Nga. Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đã tấn công tên lửa vào nhà hát kịch và âm nhạc trên Ihip khi một cuộc tập hợp của các nhà sản xuất máy bay không người lái và các trường huấn luyện trinh sát trên không đang được tổ chức ở đó. Về phía Ukraine, trong vài ngày qua, một số cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị máy bay không người lái tấn công tầm xa tấn công. Cụ thể, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở ở thị trấn Kalinsy, tỉnh Priyan của Nga. Một máy bay không người lái được cho là đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga chấn áp ngoài ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác đã được báo cáo được cho là đã bị phòng không nga đẩy lùi phía trên các quận polhaski và unesky cũng ở tỉnh Priyan. người nga tuyên bố rằng không có thương vong hoặc thiệt hại sau vụ tấn công chưa hết máy bay không người lái tấn công tầm xa cũng tấn công nhà máy thuốc súng tambov ở tỉnh tambov nga theo báo cáo phương tiện truyền thông các cuộc tấn công vào hai cơ sở này của nga được thực hiện như một phần của các hoạt động đặc biệt của tổng cục tình báo chính của bộ quốc phòng ukraine xung đột nga ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ ba và triển vọng giành lợi thế chiến trường của Kiev ngày càng mờ nhạt. Theo Christopher Miller, nhà phân tích của FT, họ đã từ bỏ hy vọng về một chiến thắng trong vánh để đẩy lùi quân Nga khỏi lãnh thổ, thay vào đó chuẩn bị cho tương lai xung đột kéo dài. Giới quan sát nhận định hai bên có rất ít cơ hội đạt đột phá trong năm 2024 và Ukraine dường như đã chấp nhận thực tế này. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng 12 năm ngoái nói rằng giai đoạn mới đã bắt đầu, nhưng sau 6 tháng phản công, hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương hàng trăm phương tiện chiến đấu và vũ khí do phương Tây cung cấp bị phá hủy. Điểm sáng duy nhất trong chiến dịch phản công là việc Ukraine chiếm được làng Karinki ở bờ đông sông Dnieper. Nhưng các binh sĩ bám trụ ở ngôi làng này thừa nhận tình hình đang rất tệ và họ khó có thể giữ được vị trí này lâu dài khi Nga áp đảo cả về quân số lẫn hỏa lực. Nhận thấy tiếp tục phản công chỉ là vô ích, Tổng thống Zelensky đã thay đổi chiến lược, yêu cầu xây dựng công sự mới ở những phần quan trọng dọc chiến tuyến dài 1.000 km, báo hiệu Ukraine đã chuyển từ tấn công sang phòng thủ trong năm thứ ba của xung đột. Các quan chức phương Tây nói rằng chiến lược phòng thủ chủ động, trong đó giữ chắc tuyến phòng thủ và thăm dò điểm yếu bằng các cuộc tập kích tầm xa, sẽ cho phép Ukraine có một năm củng cố lực lượng để chuẩn bị cho năm 2025 với triển vọng về một cuộc phản công mới. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao Tổng thống Ukraine cho biết những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga cho đến nay đã không mang lại kết quả nào. Ông Podolyak cũng thừa nhận rằng Kiev đang gặp khó khăn nhất định trong việc huy động thêm quân Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng từng bày tỏ lo ngại rằng Moscow không bị cô lập theo kế hoạch của phương Tây, vì Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đại diện cho Nam bán cầu từ chối tuân theo đường lối của phương Tây, thay vào đó vẫn giữ quan điểm trung lập. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói chiến dịch biến Nga thành một quốc gia bị cô lập của phương Tây đã thất bại. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bill vào hôm 19 tháng 1, ông Podolyak trả lời rằng khó xảy ra kịch bản các nước đồng minh châu Âu gửi quân đến Ukraine theo đề nghị của Kiev. Ông Podolyak nói thêm rằng, chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ sự trợ giúp nào từ đồng minh phương Tây, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào như vậy. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine cho biết, giữa những khó khăn khi viện trợ từ phương Tây giảm, Kiev sẽ làm mọi cách để người dân hiểu được vai trò của họ trên chiến trường. Sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè của Ukraine, các quan chức ở Kiev lo ngại về sự suy giảm quân số cả về số lượng và chất lượng. Điều này thúc đẩy quân đội Ukraina tuyển thêm quân. Các nghị sĩ Ukraina cũng đang soạn thảo một đạo luật mới nhằm khắc phục những lỗ hổng trong nhiệm vụ quân sự ở nước này. Trong cuộc phỏng vấn biểu của mình, Podolyak khẳng định các quốc gia châu Âu nên cung cấp cho Ukraina tất cả các phương tiện cần thiết để chiếm ưu thế trên chiến trường hiện nay, hoặc họ có thể đợi cuộc xung đột cuối cùng sẽ lan đến lãnh thổ của họ. Trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 12 năm 2023 tuyên bố Nga không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành xung đột chống lại NATO. Trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây và đại diện NATO liên tục nhấn mạnh rằng họ không có kế hoạch gửi quân nhân tới Ukraine, thì có nhiều báo cáo cho thấy một số công dân EU đang tham chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu từng thừa nhận có những công dân Pháp đã đến chiến đấu ở Ukraine trong biên chế quân đội Ukraine. Bộ trưởng Lecornu cũng nhấn mạnh các trường hợp này không liên quan đến quân đội Pháp. Tuyên bố của ông Lukonyu được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tuần nói hàng chục tay súng được cho là công dân Pháp ở thành phố Kharkov đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc các thành viên NATO đang trực tiếp vận hành các hệ thống phòng không, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống tên lửa phóng loạt ở Ukraine. Bằng chứng được phía Nga đưa ra những đoạn liên lạc vô tuyến bằng tiếng Anh và tiếng Ba Lan. Trước đó, lực lượng vũ trang Nga vào tối ngày 16 tháng 1 được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhắm vào trụ sở của các chiến binh nước ngoài, chủ yếu là người gốc Pháp ở Ukraine. Một số nguồn tin của Nga sau đó báo cáo rằng những lực lượng bị nhắm mục tiêu là các nhà thầu quân sự và cuộc tấn công đã gây ra ít nhất 80 người thương vong, trong đó 60 người trở lên thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng những nhân viên này là các chuyên gia được đào tạo bài bản, phụ trách các hệ thống vũ khí phức tạp mà lính nghĩa vụ bình thường của Ukraine chưa thể làm chủ được. Vụ tấn công này sẽ khiến một số vũ khí tầm xa và có sức sát thương lớn trong kho vũ khí của Ukraine không thể tiếp tục hoạt động cho đến khi có thêm chuyên gia mới được bổ sung. Sự có mặt của những nhà thầu quân sự nước ngoài ở Ukraine được các chuyên gia phân tích cho là phù hợp với những kế hoạch mà NATO đưa ra trước đó rằng họ sẽ cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine số lượng rất lớn các loại vũ khí phức tạp của phương Tây, đồng thời phần lớn trong số vũ khí đó phải mất vài năm đào tạo để vận hành. Vì vậy, các nhà thầu từ các quốc gia phương Tây đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine. Các máy bay chiến đấu nước ngoài là mục tiêu đặc biệt được các lực lượng Nga nhắm tới kể từ khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng thành một cuộc xung đột toàn diện vào tháng 2 năm 2022, khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự ngày càng nghiêm trọng các nguồn tin tình báo của Nga cho biết đã có một làn sóng lính quân sự tư nhân chất lượng cao với những kỹ năng đặc biệt từ cuối năm 2023 để thay thế số lượng đáng kể các chuyên gia ở Ukraine chịu thương vong sau cuộc phản công bắt đầu từ tháng 6 năm 2023. Pháp từ lâu đã là nơi cung cấp lính tư nhân hàng đầu trong số các quốc gia Tây Âu và những quốc gia này cũng đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều cuộc xung đột, đặc biệt là ở châu Phi, góp phần bảo đảm lợi ích của khối Tây Âu kể từ những năm đầu của chiến tranh lạnh. Các chuyên gia phân tích cũng chỉ ra rằng Nga đã đóng vai trò trung tâm trong việc làm suy yếu ảnh hưởng của Pháp ở khu vực đối ngoại quan trọng nhất của nước này, cụ thể là Tây và Trung Phi, thông qua việc hỗ trợ cho các chính phủ quân sự mới ở các quốc gia này. Điều này không chỉ bao gồm việc mở rộng quan hệ kinh tế mà còn bao gồm hỗ trợ vũ khí, đào tạo, huấn luyện lực lượng an ninh thông qua sự hiện diện của các nhà thầu Nga. Hành động của Nga đã hạn chế nghiêm trọng khả năng của Pháp trong việc khẳng định ảnh hưởng của mình hoặc khôi phục mạnh mẽ các chính phủ pháp ngữ trong khu vực. Thưa quý vị, vừa qua, trước thêm chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Slovakia tuyên bố sẽ chặn nỗ lực của Ukraine nhằm gia nhập NATO và nhấn mạnh rằng chuyến đi của ông sẽ chỉ có mục đích nhân đạo. Đồng thời, ông khẳng định mọi quyết định cho đến lúc này đều nhằm giúp thế giới tránh khỏi nguy cơ xảy ra thế chiến bạc. Theo RT, Trả lời phỏng vấn hãng tin InfoVona vào hôm 20 tháng 12, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói Chừng nào tôi còn cơ hội tác động đến chính trường Slovakia, tôi sẽ dùng quyền phủ quyết với việc Ukraine gia nhập NATO. Ông cho hay tôi sẽ nói với phía Ukraine rằng tôi sẽ phủ quyết và ngăn chặn nỗ lực gia nhập NATO của Kiev bởi vì đó chính xác sẽ là cơ sở khiến thế chiến 3 bùng phát và không có gì khác. Ông Fico đưa ra tuyên bố trên trước thềm chuyến thăm tới Ukraine. Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh rằng chuyến đi của ông sẽ chỉ có mục đích nhân đạo. Ông nhấn mạnh, tôi sẽ nói với phía Ukraine rằng có những thứ mà hai bên có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ nói rằng Slovakia coi trọng mong muốn xin gia nhập EU của Ukraine nhưng họ phải đáp ứng được các điều kiện. Đồng thời, Thủ tướng Robert Fico cho rằng nước láng giềng Ukraine không phải là quốc gia có chủ quyền mà nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Mỹ. Ông Robert Fico nói với đài truyền hình RTVS ngày 20 tháng 1 rằng Ukraine không phải là quốc gia độc lập và có chủ quyền, họ chịu ảnh hưởng và kiểm soát hoàn toàn của Mỹ. Ông Fico nhậm chức Thủ tướng Slovakia vào cuối tháng 10 năm 2023. Trước đây, ông đã từng giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2006-2010 và từ năm 2012 đến 2018. Chính phủ của Thủ tướng Fico có lập trường khác biệt về cuộc xung đột Ukraine so với hầu hết các thành viên EU khác. Vào tháng 11 Thủ tướng Fico nhanh chóng đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm liên quan đến cuộc xung đột quân sự tại Ukraine, ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev và chỉ cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Matosutat Estok cho biết vào thời điểm đó rằng chúng tôi muốn hòa bình chứ không phải chiến tranh. Khối quân sự do Mỹ lãnh đạo chưa đưa ra lời mời gia nhập thực sự với Kiev tại hội nghị thượng đỉnh do Litva tổ chức hồi tháng 6 năm 2023. Thông cáo chung từ cuộc họp chỉ nói rằng NATO sẽ sẵn sàng kết nạp Ukraine khi các đồng minh chấp nhận và Kiev đáp ứng được các điều kiện. Chính phủ Ukraine đã đặt mục tiêu gia nhập NATO trở thành chính sách kể từ năm 2018. Nga thường xuyên cảnh báo rằng một bước đi như vậy sẽ đe dọa tới an ninh quốc gia nước này. Trong một diễn biến liên quan để trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea, Nga nhiều lần lên tiếng cảnh báo Kiev sẽ phải hứng đòn thù tương ứng. Nhà báo truyền luận Lukas Leros viết trong bài báo cho Infobricks Nga sẽ phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công vào Crimea. Bài báo viết, phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công liên tục có thể xảy ra vào Crimea sẽ không thể hiện ở sự thay đổi mạnh mẽ về tình hình ở tiên tuyến, mà ở sự gia tăng nhanh chóng số lượng không kích vào các mục tiêu chiến lược trên khắp lãnh thổ Ukraine. Theo nhà báo, quân đội Nga sẽ tấn công vào các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng quan trọng và trung tâm ra quyết định của Ukraine, giống như họ đã làm sau những nỗ lực trước đó của Kiev nhằm leo thang tình hình ở khu vực giao tranh. Theo hãng ABC, Sydney Morning Herald cho biết 45 chiếc Taipan MRH-90 của Australia mà Ukraine đề nghị được nhận sẽ tiếp tục bị tháo dỡ lấy linh kiện và chôn vùi tại địa điểm bí mật của quân đội. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy cho biết hiện không có chiếc Taipan nào đủ điều kiện bay Trước đó, tham mưu trưởng lục quân Australia, Trung tướng Simon Stewart cho biết quân đội nước này sẽ tạm ngừng hoạt động của phi đội gồm khoảng 45 chiếc trực thăng MRH-90 Taipan sau vụ tai nạn trong cuộc tập trận quân sự đa quốc gia khiến 4 thành viên phi hành đoàn mất tích. Ông Conroy nói nhà chức trách khi ấy đã lập tức thực hiện chiến dịch loại bỏ, trong đó các bước đầu tiên là tìm người mua lại số trực thăng Taipan hoặc khung máy bay. Khi không tìm được người mua, quân đội Australia bắt đầu bước tháo rỡ và bán linh kiện ngày 17 tháng 12 năm 2023, Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, tướng Kirill Budanov viết thư cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Maus chính thức đề nghị Australia quyên tặng số trực thăng. Ông Conroy bảo vệ quyết định tiêu hủy số trực thăng và cho biết Australia sẽ tìm cách khác để tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Thực tế, Ukraine đang rơi vào thế khó khi Mỹ tuyên bố tạm dừng viện trợ quân sự, trong khi nguồn cung cấp khí tài từ Liên minh châu Âu-EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày càng nhỏ giọt. Như vậy, bước sang năm 2024, các lực lượng Kiev trên chiến trường sẽ đối mặt với khó khăn trồng chất. Trong động thái mới nhất, đầu năm 2024, Mỹ đã tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo giới quan sát, Washington có nhiều lý do để đưa ra quyết định này. Trước tiên đó là việc Nhà Trắng đã rút gói ngân sách khả thi cuối cùng dành cho Kiev, còn các tranh luận về vai trò của Washington trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine đã trở thành đề tài gây căng thẳng tại Quốc hội Mỹ thứ đến, quân đội Mỹ đang cạn kiệt các lựa chọn để bổ sung kho dự trữ. Triển vọng về việc có thể nối lại nguồn viện trợ từ Washington ngày càng trở nên mù mịt đối với Kiev. Trong bối cảnh đó, châu Âu trở thành nguồn viện trợ nước ngoài duy nhất mà Ukraine đang tìm cách bấu víu. Tuy nhiên, EU cho biết việc chuyển giao vũ khí đã bị trì hoãn, viện dẫn lý do gặp vấn đề về sản xuất và hậu cần. Khối này thậm chí nêu rõ sẽ không thể đáp ứng mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm 2024 một số nước đồng minh của Ukraine ở lục địa già cũng thẳng thắn tuyên bố không còn gì để cung cấp cho Kiev. Từ cuối năm ngoái, NATO đã thông báo kho vũ khí còn lại mà các nước trong liên minh này có thể cung cấp cho Ukraine đã gần như trống rỗng. Theo các ý kiến phân tích, bên cạnh việc các nền kinh tế châu Âu chưa thể thích ứng với mô hình thời chiến để bảo đảm sản lượng vũ khí, đạn dược, phục vụ viện trợ, một yếu tố trở ngại khác là chi phí sản xuất các mặt hàng này ngày càng đắt đỏ vì thiếu đi nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga. Đối phó với vấn đề này, trước mắt Ukraine tăng cường tự sản xuất các thiết bị bay cảm tử để đối phó với nguồn cung đạn dược ngày càng suy giảm, đồng thời sản xuất nhiều đạn pháo hơn, bao gồm cả loại đạn pháo sử dụng cho các hệ thống vũ khí thời Liên Xô và đạn pháo cỡ nòng 155mm sử dụng trong nhiều hệ thống pháo do phương Tây cung cấp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tăng cường các nỗ lực ngoại giao tìm nguồn cung mới. Ngày 19 tháng 1, Estonia thông báo nước này dự định xây dựng hàng trăm bong ke dọc biên giới với Nga. Các thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khác là Latvia và Litva cũng đã ký kết tham gia dự án. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của ba nước vùng Baltic đã nhóm họp tại Riga, thủ đô Latvia, và phê chuẩn việc xây dựng cái mà họ gọi là các công trình phòng thủ ở biên giới phía đông để đẩy lùi khả năng gây xung đột của Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia, Hanno Pepker cho biết. Chúng tôi đang thực hiện nỗ lực này để người dân Estonia có thể cảm thấy an toàn. Ông bổ sung rằng xung đột Nga-Ukraine cho thấy ngoài thiết bị, Estonia cam kết xây dựng hàng trăm bong ke bê tông thuộc cái gọi là tuyến phòng thủ bàn tích. Mỗi bong kè có diện tích khoảng 35 mét vuông và chứa được 10 binh sĩ. Các công trình này được bố trí dọc theo biên giới dài 294 km với Nga. Chúng được kết nối với một mạng lưới, các điểm hỗ trợ và đường tiếp tế một quan chức Bộ Quốc phòng Estonia, ông kado Titus chia sẻ với kênh truyền hình ERR rằng mìn, dây thép gai và hệ thống phòng thủ răng rồng sẽ được lắp đặt gần các bong ke để nhanh chóng triển khai trong trường hợp cần thiết. Các bong ke cần có khả năng bảo toàn sau một đòn tấn công trực tiếp từ đạn pháo cỡ nòng 152mm. Ngân sách ban đầu cho chương trình là 60 triệu euro, tương đương 65 triệu đô la Mỹ. Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2025. Theo ông Titus, phần khó khăn nhất của quá trình này sẽ là mua đất hiện do tư nhân nắm giữ. Theo tờ Postamis, Bộ Quốc phòng Estonia ước tính sẽ cần khoảng 600 bong ke cho dự án này. Theo ông Titus, công trình này được thiết kế để không gây mất mỹ quan hoặc làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày. Bộ Quốc phòng Estonia cũng lưu ý rằng kế hoạch xây dựng bong ke dựa trên các quyết định được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid năm 2022 – trong đó nhấn mạnh rằng các thành viên khối quân sự này phải sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ và cần phát triển kế hoạch phòng thủ khu vực mới. Estonia, Latvia và Litva từng là một phần của Liên Xô cho đến năm 1991. Ba quốc gia này hiện là thành viên của Liên minh châu Âu EU, NATO. Trước đó, lực lượng biên phòng Phần Lan cũng cho biết nước này bắt đầu khởi công xây hàng rào biên giới với Nga. Phần Lan dự kiến xây rào 200 km trên đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga với chi phí khoảng 400 triệu đô la Mỹ. Đến ngày 14 tháng 4 năm 2023, Phần Lan đã xây dựng đoạn hàng rào đầu tiên ở biên giới với Nga. Chưa đầy 2 tuần sau khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, hoàn thành bước ngoặt an ninh nhằm đối phó với cuộc xung đột ở Ukraine. Sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát lệnh huy động lực lượng tham gia xung đột ở Ukraine, Phần Lan được cho là đã chứng kiến làn sóng di cư của người Nga hồi tháng 9 năm 2022 tháng 11 năm 2022, chuẩn tướng Jari Tolpanen nói rằng xung đột Ukraine đã thay đổi căn bản tình hình an ninh. Ông nói, hàng rào biên giới không thể thiếu để ngăn chặn các vụ xâm nhập quy mô lớn, bất hợp pháp từ Nga. Estonia, Latvia và Ba Lan cũng đã tăng cường an ninh khu vực biên giới với Nga thời gian này. Vùng Baltic có tổng dân số khoảng 6 triệu người, phần lớn có địa hình rừng bằng phẳng, nằm sát biển Baltic ở phía Tây, phía Bắc giáp với Nga, phía Đông giáp Belarus, sau năm 1991, các nước vùng Baltic đã phát triển thịnh vượng hơn và tìm cách tăng cường quan hệ với phương Tây bằng việc gia nhập NATO, Liên minh châu Âu và các khối phương Tây khác. Họ cũng đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ. Estonia, Latvia và Litva cũng là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ lập trường của phương Tây về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cả ba nước này đã vận động NATO vạch ra con đường đưa Ukraine trở thành thành viên của liên minh, đồng thời thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow. Sau khi Crimea sắp nhập Nga vào năm 2014, ba quốc gia vùng Baltic đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Estonia, Latvia và Litva nằm trong danh sách 10 quốc gia NATO chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng so với quy mô nền kinh tế. Kể từ năm 2017, NATO đã luân phiên triển khai ba nhóm tác chiến tới khu vực các nước Baltic việc triển khai 1.000 binh sĩ ở mỗi quốc gia được cho là biện pháp gian đe có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, các quốc gia vùng Baltic đã kêu gọi NATO triển khai thêm lực lượng đến khu vực này lên tới 3.000 cho đến 5.000 quân ở mỗi nước. Estonia, Latvia và Litva cũng đã yêu cầu tăng cường năng lực phòng không và tập hợp các máy bay chiến đấu tuần tra không phận thành một lực lượng chiến đấu. Hồi tháng 3 năm 2023, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho biết nước này đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 144 công dân của ba quốc gia ban tích, trong đó có các quan chức chính phủ, nghị sĩ và các nhân vật công chúng khác. Quyết định trừng phạt được đưa ra nhằm đáp trả động thái mà Moscow cho là hoạt động vận động hành lang quyết liệt của các nước ban tích để áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và sự can thiệp của ba quốc gia này vào công việc nội bộ kích động tâm lý bài Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích điều mà ông gọi là sự điên rồ của giới lãnh đạo Nga và cảnh báo về những cuộc xung đột mới có thể xảy ra trên thế giới. Ông nói rằng vì sự điên rồ của giới lãnh đạo Nga, tất cả các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thời kỳ bất ổn và bất an. Nhưng chúng ta có sức mạnh để ngăn chặn điều này, chúng ta có sức mạnh để duy trì cuộc sống bình thường. Thế giới có sức mạnh ấy và sức mạnh này phải được sử dụng ngay bây giờ để ngăn chặn Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ lòng biết ơn tất cả những người bảo vệ Ukraine, tất cả những người làm việc vì Ukraine và tất cả những người nhớ rằng mục tiêu chính là cung cấp cho Ukraine tất cả các công cụ cần thiết để đánh đuổi quân Nga. Một lần nữa, ông Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay đánh bại Nga. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Channel 4 News của Anh ngày 19 tháng 1, ông Zelensky đã được hỏi sẽ nói gì trực tiếp với ông Trump vào lúc này. Ông Zelensky nói, Ông Donald Trump, tôi mời ông đến Ukraine, tới Kiev. Nếu ông có thể dừng chiến tranh trong 24 giờ, tôi nghĩ đó là đủ hợp lý để đến Ukraine. Tổng thống Ukraine sau đó nói rằng ông nhận ra những phát ngôn của ông Trump về cuộc xung đột Nga-Ukraine là những lời điển hình mà các ứng cử viên có thể nói trong cuộc bầu cử. Đồng thời, Tổng thống Ukraine cũng nêu lý do quan ngại nếu ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 năm 2024. Ông Zelensky nói, việc ông Trump muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ là điều rất nguy hiểm. Ông Zelensky giải thích, ông ấy có thể tự mình đưa ra quyết định. Tôi không nói về Nga mà về cả hai bên. Ông Trump có thể tự quyết định mà không lắng nghe ý kiến của chúng tôi, cũng không ai biết ông ấy toan tính điều gì. Ngay cả khi giải pháp của ông ấy không có lợi cho Ukraine, ông ấy có thể vẫn sẽ làm. Đó là điều khiến tôi lo lắng. Ông Trump là ứng cử viên tổng thống Mỹ hàng đầu trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Trump từng nhiều lần nói về việc có kế hoạch hòa bình cho Ukraine trong 24 giờ ngay sau khi tái đắc cử. Đầu tuần này, ông Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở bang Iowa. Sau khi giành chiến thắng, ông Trump nói sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh chóng nếu tái đắc cử. Tháng 11 năm 2023, ông Zelensky lần đầu mời ông Trump thăm Kiev nhưng cựu Tổng thống Mỹ từ chối, nêu lý do xung đột lợi ích với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Thưa quý vị, một binh sĩ Ukraine trong đơn vị trinh sát đang bám trụ tại bờ đông sông Dnieper cùng lực lượng thủy quân lục chiến đưa ra nhận định sau nhiều tháng quân đội Ukraine mở chiến dịch vượt sông đầy tham vọng nhằm kiểm soát các khu vực trên bờ đông sông Dnieper với mục tiêu biến đây thành bàn đạp để tiến sâu hơn vào lãnh thổ tỉnh Kherson mà Nga đang kiểm soát. Vania, binh sĩ Ukraine trong đơn vị trinh sát đang bám trụ tại bờ đông sông Dnieper cùng lực lượng thủy quân lục chiến cho biết Tôi sẽ nói với các bạn sự thật, tình hình ở đây thật tồi tệ. Vania đưa ra nhận định sau nhiều tháng quân đội Ukraine mở chiến dịch vượt sông đầy tham vọng nhằm kiểm soát các khu vực trên bờ đông sông Dniep, với mục tiêu biến đây thành bàn đạp để tiến sâu hơn vào lãnh thổ tỉnh Kherson mà Nga đang kiểm soát. Chiến dịch vượt sông Dniep từng được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong lúc cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine thất bại. Tuy nhiên, Ukraine đang dần mất kiểm soát cứ điểm gần làng Krynky, lính Ukraine phải vật lộn trong những chiến hào lầy lội, đầy tử thi hoặc bị cái rét hành hạ. Trong 6 tuần kể từ khi lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 Ukraine vượt sông Dniep để chiếm làng Greenky ven bờ đông, họ cùng các đơn vị khác đã mất gần 50 khí tài gồm xuồng, tàu thuyền, xe lội nước và các phương tiện hỗ trợ vượt sông khác. Quân đội Ukraine đang chịu thương vong nặng nề trên bờ đông sông Dniep, song Vania từ chối tiết lộ con số cụ thể vì đây là bí mật quân sự. Binh sĩ này cho biết Nga có lợi thế về quân số với lực lượng đông gấp ít nhất 4 đến 5 lần so với Ukraine. Các đơn vị Ukraine tại đây còn đối mặt với thách thức hậu cần. Lính Ukraine phải vượt sông trên xuồng hoặc thuyền nhỏ tốc độ cao để tránh bị phát hiện. Do đó, họ không thể mang theo những loại vũ khí cỡ lớn với sức sát thương cao. Sông Dnieper là một ranh giới tự nhiên có lợi cho Nga trong việc phòng thủ. Khi vượt con sông này để tiến về phía đông, binh lính Ukraine gặp rất nhiều khó khăn và hiểm nguy. Quân đội Nga luôn sẵn sàng dội hỏa lực vào đội hình đối phương đang vượt sông hoặc vừa đặt chân lên bờ. Tờ Washington Post của Mỹ đã kể về thử thách sinh tử mà những người lính thủy quân Ukraine đối mặt khi vượt sông Dnieper dưới hỏa lực dữ dội của phía Nga. Những người lính thủy đánh bộ này tỏ ra không hài lòng trước các báo cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine hồi tháng 11 năm 2023 cho rằng phía Ukraine đã củng cố được vị trí tại một số cứ điểm trên sông Doniep. Họ nhắc lại chuyện về những người lính bị thương rồi chết đuối vì không thể bơi vào bờ do các vết thương trên người hoặc những người bị lôi xuống đáy sông do ba lô nặng trịch. Một người lính thủy quân lục chiến Ukraine kể lại quá trình vượt sông kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Trong quá trình đó, anh đã bị quăng quật chẳng khác nào miếng thịt trước miệng các đối tượng săn mồi. Hiện thủy quân lục chiến Ukraine mới chỉ giành lại được một vài km vuông đất, bao gồm một mẩu nhỏ ở làng trài Krynky. Một phát ngôn viên của lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine cho biết họ vẫn lặng thinh về vấn đề này. Mặc dù quân Ukraine giành lại được cụm đảo trên sông, cái giá họ phải trả là rất đắt. Những người lính thủy quân lục chiến vẫn phải vượt sông tiếp tục đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng. Tuy nhiên, cụm đảo trên sông có nhiều cây bụi rộng và cỏ nến cao, che chở đáng kể cho nhóm lính Ukraine trên đó. Nhưng khi lên tả ngạn sông Dniepe, cây cối trên đó rất thưa thớt, khu rừng thì đã bị gai min dày đặc. Do vậy, nhóm lính Ukraine này buộc phải đào hào và dùng bao cát để che chắn cho mình. Mục tiêu của chiến dịch vượt sông Dniep mà Ukraine triển khai là kiểm soát khu vực mà họ có thể mở các đợt tiến công xa hơn từ đó. Tuy nhiên, Vania thừa nhận ngày càng có ít khả năng họ đạt được mục tiêu này. Một số chuyên gia quân sự phương Tây cho biết Nga gần đây đã tái kiểm soát nhiều vị trí ở bờ đông. Theo Vania, Ukraine không thể giữ vị trí này trong thời gian dài, bởi thực tế là thủy quân lục chiến Ukraine không thể duy trì nhịp độ tiến công và chắc chắn đã mất thế chủ động từ lâu. Binh sĩ này dự đoán các đơn vị Ukraine sẽ rút về vị trí phòng thủ ở bờ tây sông Dnieper. Nếu không, các đơn vị mạnh nhất Ukraine hiện tại có nguy cơ tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, mức độ phòng thủ đến đâu không chỉ là câu hỏi cho những binh sĩ Ukraine ven sông mà còn đối với toàn bộ quân đội và lãnh đạo nước này. Thưa quý vị, vừa qua, Tư lệnh Lực lượng Công binh Nga, Tướng Yuri Stavitsky cho biết, Ukraine đã mất hơn 500 thiết bị quân sự và khí tài đặc biệt khi cố gắng chọc thùng các công sự của Nga trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Tư lệnh Lực lượng Công binh Nga, Tướng Yuri Stavitsky cho biết, Ukraine đã mất hơn 500 thiết bị quân sự và khí tài đặc biệt khi cố gắng chọc thủng các công sự của Nga trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Ông khẳng định các công sự phòng thủ của Nga đã được chứng minh là có hiệu quả cao trước các khí tài của Ukraine, bao gồm cả các thiết bị do phương Tây cung cấp. Trong số những tổn thất của Ukraine, có hơn 180 trang thiết bị do phương Tây cung cấp, bao gồm cả xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất. Ông Stavisky lưu ý rằng các kỹ sư quân sự Nga đã có đóng góp đáng kể trong việc đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, xây dựng được một hệ thống phòng thủ ấn tượng, bất chấp thời tiết khắc nghiệt và việc lực lượng Ukraine sử dụng hàng loạt vũ khí có độ chính xác cao, máy bay không người lái. Theo Tổng thống Nga Putin, xung đột ở Ukraine đã làm phơi bày sự thật về hiệu quả của các thiết bị quân sự phương Tây ông putin nói rằng ukraine đang phải đối mặt với tổn thất đáng kể trên chiến trường và cuộc phản công của nước này đã không gây được ấn tượng với các nước phương tây ủng hộ họ mặc dù đã nhận được nhiều thiết bị quân sự hiện đại của phương tây ông nói rằng huyền thoại về khả năng bất khả xâm phạm của các thiết bị quân sự phương tây đã sụp đổ kể từ khi xung đột nga ukraine bắt đầu bùng phát các nước như mỹ đức pháp anh đã cung cấp cho Kiev hàng trăm thiết bị quân sự hạng nặng hiện đại do phương Tây sản xuất như xe tăng Leopard 2, xe tăng Abrams và Challenger, xe chiến đấu bộ binh Bradley cùng nhiều khí tài khác. Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã nhiều lần tuyên bố phá hủy hoặc thu giữ các khí tài nói trên, vốn được truyền thông phương Tây đánh giá là vượt trội hơn các vũ khí tương tự của Nga. Hiện, tên lửa phòng không và các loại đạn pháo của Ukraine đang dần cạn kiệt. Kiev đang bắt đầu sản xuất các loại vũ khí phòng thủ quan trọng, nhưng công việc này có lẽ sẽ mất nhiều năm tại mỹ quốc hội nước này vẫn đang tranh cãi nảy lửa trong các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh biên giới vốn được cho là sẽ ảnh hưởng đến các gói viện trợ dành cho ukraine peter dickinson thành viên của hội đồng đại tây dương đã cảnh báo về nguy cơ ukraine cạn kiệt kho tên lửa phòng không hiện có trong những tuần tới ukraine có thể gánh chịu hậu quả thảm khốc nếu hệ thống phòng không của nước này sụp đổ trên khắp chiến tuyến giao tranh đã chậm lại và không bên nào đạt được bước đột phá quan trọng Tuy vậy, bằng cách hạn chế sức mạnh phòng không của Ukraine, Tổng thống Putin có thể sẵn sàng cho một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn. Brock Biermann, thành viên cao cấp tại Quimarsol của Đức cũng cho rằng Tổng thống Putin có thể tận dụng sự chậm trễ của phương Tây trong việc hỗ trợ cho Ukraine để giành lợi thế. Ông nói rằng, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Putin giành được bất kỳ lợi thế chiến thuật nào trong vài tháng tới vì những gì đang diễn ra. Quốc hội Mỹ càng mất nhiều thời gian để thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine thì điều này lại càng có lợi cho sự tính toán của Tổng thống Putin. Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirilo Budanov mới đây tiết lộ rằng Ukraine sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tại bán đảo Crimea nhằm loại bỏ hậu cần của Nga. Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirilo Budanov cho hay trong một bài viết của tờ Financial Times ngày 19 tháng 1, các đơn vị của chúng tôi đã nhiều lần tiến vào Crimea trong năm ngoái. Lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tích cực. Ông Budanov nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải tiếp tục gây áp lực lên Nga, đặc biệt là ở Crimea tấn công từ trên không, triển khai máy bay không người lái, tấn công trên biển và tiến hành các chiến dịch đặc biệt bí mật. Ông Budanov giải thích rằng, một trong những ưu tiên của các nhiệm vụ như trên là loại bỏ lực lượng hậu cần của quân đội Nga trên bán đảo Crimea. Ông Budanov khẳng định những nỗ lực của phía Nga nhằm tiến hành một cuộc tấn công ở mặt trận phía đông Ukraine kể từ mùa thu năm 2023 cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả nào ông nói tổn thất của quân đội Nga trên mặt trận gần Adipka ở tỉnh Donetsk thuộc miền Đông đã tăng lên đáng kể trong vài tuần qua. Trước đó, kênh truyền hình Suspine của Ukraine dẫn lời người dân ở Crimea cho biết, các vụ nổ đã được ghi nhận tại một số khu vực trên bán đảo vào sáng ngày 17 tháng 1 giờ địa phương. Cùng với cảnh báo không kích vang lên ở thành phố cảng Sevastopol trong khoảng 30 phút, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, khẩu khớt nối bán đảo Crimea với đất liền Nga cũng đóng cửa không cho xe qua lại trong thời gian đó. Trong một bài đăng trên Telegram, Thống đốc Sevastopol Mikhail Ravohaev cho biết, Nga đã tạo một màn khói trong khu vực của thành phố như một kiểu ngụy trang. Theo một báo cáo, ở địa phương, khói cũng được ghi nhận ở thành phố Càng Động thái này của Nga nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng của Moscow khỏi các cuộc không kích của Ukraine. Các cuộc không kích của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cả hai thành phố trong những tuần gần đây, khi kẻ ép tăng cường tấn công hạm đội biển đen của Nga và các cơ sở quân sự chiến lược khác ở Crimea. Kyrgyz, bán đảo Nga sắp nhập vào năm 2014, đóng vai trò là trung tâm tiếp tế cho các đơn vị quân sự của Nga ở các tỉnh Kherson và Zaporizhia. Các tuyến cung ứng, vận chuyển vũ khí và binh sĩ của Nga đều đi qua Kyrgyz. Vào đầu tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc cô lập Kyrgyz là ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này trong cuộc xung đột năm 2024. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu thành công vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp bán đảo Crimea, bao gồm hai lần tấn công cầu cớt, nhằm vào một số kho đạn dược và tàu của hạm đội Biển Đen. Trung tướng Kirill Budanov, lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine, cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea chỉ là khởi đầu cho những gì sắp xảy ra ở bán đảo này. Nga đã phải vội vàng di chuyển mọi thứ về phía đông nam. Ông Budanov nói, đồng thời cho biết Nga đang cố gắng thiết lập một căn cứ hải quân ven Biển Đen ở vùng ly khai Abkhazia của Georgia. Trong một diễn biến khác, Binh sĩ Ukraine nói đơn vị bám trụ ở bờ đông sông Dnep chịu thương vong nặng nề và lực lượng Nga tại đây đông gấp 5 lần họ. Vania, binh sĩ Ukraine trong đơn vị trinh sát đang bám trụ tại bờ đông sông Dnep cùng lực lượng thủy quân lục chiến ngày 19 tháng 1 cho biết Tôi sẽ nói với các bạn sự thật, tình hình ở đây thật tồi tệ. Vania đưa ra nhận định sau nhiều tháng quân đội Ukraine mở chiến dịch vượt sông đầy tham vọng nhằm kiểm soát các khu vực trên bờ đông sông Dnep với mục tiêu biến đây thành bàn đạp để tiến sâu hơn vào lãnh thổ tỉnh Kherson mà Nga đang kiểm soát chiến dịch vượt sông Dnep từng được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong lúc cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine thất bại. Tuy nhiên, Ukraine đang dần mất kiểm soát cứ điểm gần làng Karinki. Lính Ukraine phải vật lộn trong những chiến hào lầy lội, đầy tử thi hoặc bị cái rét hành hạ. Quân đội Ukraine đang chịu thương vong nặng nề trên bờ đông sông Dnep. Song Vania từ chối tiết lộ con số cụ thể vì đây là bí mật quân sự. Binh sĩ này cho biết Nga có lợi thế về quân số với lực lượng đông gấp ít nhất 4 đến 5 lần so với Ukraine các đơn vị Ukraine tại đây còn đối mặt với thách thức hậu cần. Lính Ukraine phải vượt sông trên xuồng hoặc thuyền nhỏ tốc độ cao để tránh bị phát hiện, do đó họ không thể mang theo những loại vũ khí cỡ lớn với sức sát thương cao. Mục tiêu của chiến dịch vượt sông Dnep mà Ukraine triển khai là kiểm soát khu vực mà họ có thể mở các đợt tiến công xa hơn từ đó. Tuy nhiên, Vania thừa nhận ngày càng có ít khả năng họ đạt được mục tiêu này. Một số chuyên gia quân sự phương Tây cho biết Nga gần đây đã tái kiểm soát nhiều vị trí ở bờ đông. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giới chức Syria và Iran cho biết một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Damascus của Syria hôm 20 tháng 1 đã khiến 4 thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng. Giới chức Syria và Iran cho biết một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Damascus, Syria hôm 20 tháng 1 đã khiến 4 cố vấn quân sự thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC thiệt mạng. Trong số này có một người là lãnh đạo đơn vị thông tin của IRGC ở Syria. Ngoài ra, tuyên bố ngắn gọn của IRGC cũng nói một số người khác thuộc lực lượng Syria cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, trụ sở ở Anh và nguồn tin từ địa phương, cuộc tấn công đã làm thiệt mạng 5 người trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo có liên kết với Iran. Hãng truyền thông Syria Sana cho hay cuộc tấn công đánh trúng một tòa nhà dân ở khu phố Madre. Trong khi đó, Reuters dẫn lời lãnh đạo bệnh viện al Mugasat tại Damas, ông Esam Al-Amin rằng bệnh viện đã tiếp nhận một tử thi và ba người bị thương, trong đó có một phụ nữ sau vụ tấn công. Không có thành viên nào của nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine bị thương trong cuộc tấn công dù có báo cáo rằng họ có mặt tại hiện trường. Cũng theo Reuters, từ các nguồn tin an ninh thân cận với chính quyền Syria, tòa nhà bị đánh trúng được các cố vấn người Iran sử dụng. Các phương tiện truyền thông địa phương khác cho biết các vụ nổ xảy ra khắp thủ đô Syria. Hồi tháng 12 năm 2023, Israel được cho là đã không kích làm thiệt mạng hai thành viên IRGC và một cố vấn cấp cao của Iran tại thủ đô Damascus. Phía Israel chưa lên tiếng về vụ việc. Israel lâu nay vẫn đánh bom các mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria. Song, sau khi xung đột Israel Hamas tái bùng phát vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, lực lượng Israel đã chuyển hướng sang nhóm vũ trang Hamas tại giải Gaza chỉ vài giờ sau cuộc không kích vào thủ đô Damas của Syria, Israel tiếp tục tấn công thành phố phía nam Liban, khiến hai thành viên nhóm vũ trang Hezbollah và hai người khác thiệt mạng. Lực lượng Israel đã tấn công một chiếc xe ô tô gần thành phố cảng Tyre ở phía nam Liban. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái này đã làm thiệt mạng hai thành viên nhóm vũ trang Hezbollah đang ngồi trong xe cùng hai người khác đang có mặt tại vườn cây gần đó. Theo lời một quan chức giấu tên thuộc Hezbollah, một trong số đó là Ali Hudru, chỉ huy lực lượng Hezbollah tại địa phương. Những tuần gần đây, Israel bị cáo buộc tăng cường tấn công nhằm vào các nhân vật cấp cao của Iran và các nhóm vũ trang đồng minh của nước này ở Syria và Liban. Đầu tháng này, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Israel tiến hành cũng đã làm thiệt mạng phó thủ lĩnh Hamas Saleh Aruri ở thủ đô Beirut của Liban. Tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19 tháng 1 đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi những bất đồng liên quan đến vấn đề giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, cuộc điện đàm ngắn ngủi khoảng hơn 30 phút dường như chưa thể giúp hai bên tìm được tiếng nói chung. Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm, tổng thống Mỹ Joe Biden dù khẳng định cam kết nỗ lực giúp đỡ người Palestine tiến tới trở thành nhà nước song ông cũng thừa nhận giải pháp này là hết sức khó khăn nếu ông Netanyahu vẫn tại nhiệm. Có nhiều giải pháp trong giải quyết xung đột giữa Palestine và Israel, song giải pháp hai nhà nước vẫn thiết thực và hứa hẹn nhất. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ không khả thi nếu ông Netanyahu vẫn tại nhiệm. Làm rõ hơn về bình luận của ông chủ Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Kirby sau đó đã nói rằng, Tổng thống Joe Biden vẫn tin vào lời hứa và khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, ông nhận thấy rằng giải pháp này sẽ phải mất rất nhiều công sức sẽ cần rất nhiều tác động trong khu vực, đặc biệt là ở cả hai phía của vấn đề. Mỹ cam kết chắc chắn sẽ nỗ lực vì giải pháp hai nhà nước. Thủ tướng Israel Netanyahu hiện chưa có bình luận gì sau cuộc điện đàm với người đứng đầu nhà trắng, song trước đó ông đã từng nhiều lần nói thẳng với các quan chức Mỹ rằng ông sẽ không ủng hộ một nhà nước Palestine như một phần của bất kỳ kế hoạch nào sau xung đột. Phát biểu với báo giới mới đây, thủ tướng Netanyahu khẳng định Ông phản đối bất cứ trạng thái nhà nước Palestine nào mà không đảm bảo an ninh cho Israel. Theo ông, việc không có một nhà nước Palestine không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các quốc gia Ả Rập và nước này sẽ tiếp tục có thêm nhiều thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với các quốc gia khác trong khu vực. Tôi muốn làm rõ rằng trong bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai gần, dù có hiệp định hay không, nhà nước Israel phải có quyền kiểm soát an ninh đối với toàn bộ lãnh thổ phía tây sông Jordan đó là điều kiện cần thiết. Tôi cũng nhấn mạnh rằng những người bạn Mỹ của chúng tôi đã không ngừng áp đặt lên chúng tôi một thực tế có thể gây tổn hại đến an ninh của Israel. Một thủ tướng ở Israel có thể nói không ngay cả với những người bạn thân nhất của chúng tôi. Tuyên bố giữa người đứng đầu chính phủ Israel và chính phủ Mỹ cho thấy bất đồng giữa hai bên trong giải pháp hai nhà nước vẫn chưa được hóa giải và nó cũng cho thấy mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel trong giải quyết xung đột dài dẳng giữa người Palestine và người Israel nhiều thập kỷ nay. Ông Netanyahu liên tục trong thời gian qua từ chối lời kêu gọi của ông Biden về chủ quyền của Palestine, trong khi Tổng thống Mỹ lại tin rằng chìa khóa để mở ra một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông chính là giải pháp hai nhà nước. Để giải quyết những bất đồng, hai bên sẽ cần thêm nhiều cuộc gặp hơn, thậm chí là cả cuộc gặp trực tiếp giữa người đứng đầu chính phủ hai nước. Trong một diễn biến khác, sau khi Iran và Pakistan thực hiện các cuộc không kích chết người nhằm vào các mục tiêu phiến quân trên lãnh thổ của nhau trong tuần này, xung đột giữa hai bên cuối cùng cũng đã được hóa giải. Dư luận đã đánh giá cao diễn biến mới bởi nếu căng thẳng giữa Palestine và Iran không được hóa giải sẽ khiến bất ổn khu vực lan rộng trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani và người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian, hai nhà nước nhất trí giảm gia tăng căng thẳng. Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường hợp tác chống khủng bố và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh hai nước cần dung hòa rằng việc phá hủy các căn cứ khủng bố ở Pakistan là cần thiết. Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Anwar Ulhakaka đã tiến hành cuộc họp khẩn với các tướng lĩnh quân đội và tình báo của nước này. Thông báo tóm tắt được văn phòng Thủ tướng Kaka đưa ra sau cuộc họp tái khẳng định rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan là bất khả xâm phạm. Bất kỳ âm mưu nào nhằm thay đổi, dù với bất cứ lý do gì, cũng sẽ bị đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, Pakistan và Iran cần giải quyết các quan ngại an ninh của nhau trong tổng thể lợi ích lớn hơn của hòa bình và ổn định khu vực. Diễn biến mới trong quan hệ Iran và Pakistan đã nhận được phản hồi tích cực từ dư luận, bởi xung đột giữa Iran và Pakistan nếu tiếp tục gia tăng sẽ tác động nghiêm trọng tới sự ổn định của khu vực. Lý giải về điều này, bà Suzanne Maloney, phó chủ tịch và là giám đốc chính sách đối ngoại của Viện Nghiên cứu Brookings, Mỹ nhận xét nếu xung đột giữa pakistan và iran gia tăng sẽ tạo ra căng thẳng chính trị giữa hai chính phủ trong khi cả hai bên đặc biệt là iran đều đang có những vấn đề cần giải quyết quan trọng hơn cả khi xung đột giữa iran và pakistan gia tăng sẽ khiến mức độ bất ổn trên toàn khu vực rộng lan rộng hơn trong khi iran đang đóng một vai trò rất quan trọng trong một số vấn đề khu vực như cuộc xung đột ở gaza căng thẳng ở biển đỏ trước đó khi xung đột giữa iran và pakistan nổ ra Liên Hợp Quốc và Mỹ kêu gọi hai bên kiềm chế, trong khi Trung Quốc đề nghị làm trung gian hòa giải. Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng giữa Iran và Pakistan đối với khu vực. Chuẩn đô đốc Vadim Kulit Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên xung đột tại Syria, một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắt đầu tuần tra dọc theo cái gọi là đường Bravo phân chia cao nguyên Golan giữa Syria và Israel. Hãng TASS của Nga dẫn lời chuẩn đô đốc Kulit nêu rõ, để theo dõi tình hình, các đơn vị không quân của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tổ chức tuần tra trên không dọc theo đường chia tách ngăn cách các lực lượng vũ trang của Israel và Syria, hay còn gọi là đường Bravo. Bình luận về tình hình ở Syria, ông Kulit cho biết ba cuộc tấn công nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã được ghi nhận tại Idlib. Chúng được tiến hành bởi các thành viên của tổ chức Jabhat al-Nusra có liên hệ chặt chẽ với mạng lưới khủng bố quốc tế al và nhóm khủng bố có tên Đảng Hồi giáo Turkestan. Trước đó, chuẩn đô đốc Vadim Kulit cho biết lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tiến hành 5 đợt không kích nhằm vào các kho chứa và trại huấn luyện khủng bố ở tỉnh Idlib của Syria. Cũng theo chuẩn đô đốc Kulit, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do lực lượng phiến quân triển khai từ khu vực lân cận làng Hamula thuộc tỉnh Latakia và các vị trí của quân đội Syria ở vùng Seik mohamed đã khiến một binh sĩ Syria thiệt mạng và hai người khác bị thương. Quan chức quân đội Nga cũng cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu thực hiện một số vụ vi phạm các giao thức giảm xung đột tại khu vực Antanf. Bộ Quốc phòng Syria cho biết nhiều dân thường và quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào Học viện Quân sự ở tỉnh Homs đồng thời cáo buộc các nhóm khủng bố đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố sẽ dùng toàn lực để đáp trả cuộc tấn công. Các lực lượng chính phủ Syria đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ném bom dữ dội vào khu vực Idlib do phe đối lập nắm giữ suốt cả ngày mùng 5 tháng 10. Ngoài ra, chuẩn đô đốc Kulit còn cáo buộc máy bay không người lái MQ-1C của Liên minh Quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã vi phạm không phận Syria tại khu vực Antanf. Vào tháng 7 năm ngoái, Trung tướng Mỹ Alex Greenkewich chỉ huy lực lượng không quân số 9 của Mỹ ở Trung Đông cũng đã nói rằng các máy bay của Nga đã thả pháo sáng trước các UAV MQ-9 của Mỹ, trong khi một phi công Nga đã lái máy bay đến trước một UAV và kích hoạt buồng đốt của Su-35. Hành động này của Su-35 làm giảm khả năng vận hành máy bay một cách an toàn của người điều khiển UAV. Một ngày sau đó, Mỹ nói các máy bay không người lái UAV của mình bị Nga quấy rối ở Syria trong khi Moscow nói rằng Washington vi phạm các giao thức giảm xung đột. Trung tướng Mỹ Alex Grinkiewicz nói rằng máy bay quân sự Nga có hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Các máy bay đã thả pháo sáng trước máy bay không người lái và bay sát một cách nguy hiểm, gây nguy cơ an toàn đối với tất cả các máy bay liên quan. Ông cho biết như vậy. Phản ứng trước thông tin trên, chuẩn đô đốc Nga Oleg Gurinov cho biết các UAV của Mỹ đã dùng hệ thống điều hướng hỏa lực điện tử phát tín hiệu nhằm vào các máy bay Nga. Hành động trên đã tự động kích hoạt hệ thống hỗ trợ phòng thủ DAS của máy bay Nga. Theo ông Gurinov, phó chỉ huy trung tâm của Nga về hòa hợp các bên đối lập ở Syria. Ông Gurinov nói thêm rằng Mỹ tiếp tục vi phạm liên tục các giao thức giảm xung đột gây ra bởi máy bay không người lái thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Syria. Theo ông, có 9 vụ vi phạm đã được ghi nhận trong thời điểm đó, tất cả đều xảy ra ở khu vực phía Bắc Syria, nơi bị đóng cửa đối với mọi hoạt động hàng không trong bối cảnh diễn ra cuộc tập trận quân sự chung nga syri Cao Nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Syria, nhưng điều này thay đổi vào năm 1967 khi Israel chiếm được phần lớn diện tích khu vực này trong cuộc xung đột giao tranh 6 ngày. Đến năm 1981, Israel sắp nhập Cao Nguyên Golan. Cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không ghi nhận động thái sắp nhập đơn phương này. Trong khi đó, Syria yêu cầu Israel trả lại lãnh thổ Syri cố gắng giành lại cao nguyên Golan trong cuộc xung đột Trung Đông năm 1973 nhưng không đạt được mục tiêu. Israel và Syri ký hiệp định đình chiến vào năm 1974. Năm 2000, hai nước tổ chức đàm phán cấp cao về khả năng trả lại cao nguyên Golan và một thỏa thuận hòa bình. Nhưng cuộc đàm phán đã sụp đổ và những sự kiện tương tự sau đó cũng thất bại. Có khoảng 40.000 người sinh sống tại cao nguyên Golan, trong đó một nửa là người định cư Israel. Nhiều người trong số họ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Hiện nay, lực lượng quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại cao nguyên Golan, UNDOF, đóng quân dọc theo cao nguyên Golan, được hỗ trợ bởi các quan sát viên quân sự thuộc Tổ chức Giám sát Thỏa thuận Ngừng bắn của Liên Hợp Quốc, UNTSO. Giữa quân đội Israel và Syria là một khu vực chia tách rộng 400 km vuông, thường được gọi là khu phi quân sự. Trong đó, lực lượng quân sự của hai nước không được phép hiện diện theo thỏa thuận ngừng bắn một thỏa thuận ngày 31 tháng 5 năm 1974 đã hình thành đường Alpha ở phía tây của khu vực chia tách, nơi các lực lượng quân sự của Israel không được vượt qua, và một đường Bravo ở phía đông dành cho lực lượng quân sự Syria. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Mỹ, CENCOM, tuyên bố căn cứ Ain al-Assad có binh sĩ si Mỹ đồn trú bị tấn công bởi nhiều tên lửa đạn đạo và rocket bắn từ bên trong Iraq tuyên bố không xác nhận mức độ thương tích của nhân sự Mỹ nhưng cho biết các thành viên của quân đội Mỹ đều được kiểm tra chấn thương não. Sencom thông báo đang đánh giá thiệt hại và nói thêm rằng cuộc tấn công xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1 theo giờ địa phương. Trước đó, một quan chức Mỹ tiết lộ về hãng tin Reuters rằng một số quân nhân Mỹ bị thương nhẹ và một người thuộc lực lượng an ninh Iraq bị thương nặng. Báo cáo ban đầu cho thấy căn cứ này bị tên lửa đạn đạo tấn công. Rocket cũng có thể đã được sử dụng Phần lớn tên lửa bị đánh chặn nhưng vẫn có một số quả đánh trúng căn cứ Ain Anasat. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cho biết căn cứ Ain Anasat đã bị ít nhất 15 tên lửa tấn công. Nguồn tin tiết lộ các tên lửa được phóng từ thành phố al Baghdadi của Iraq mà không cung cấp thêm thông tin. Ông Yahya Rasul, người phát ngôn của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq, xác nhận vụ tấn công đã làm một binh sĩ Iraq bị thương và gây thiệt hại vật chất. Trong diễn biến khác liên quan, Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Iraq UNAMI ngày 20 tháng 1 cảnh báo rằng Iraq có nguy cơ bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc xung đột Israel-Palestine, đe dọa an ninh và ổn định của khu vực Trung Đông. Trong một tuyên bố, đại diện đặc biệt Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Iraq, bà Jenny Hennis Plachayet đã nhấn mạnh Trung Đông đang ở thời điểm nguy hiểm khi xung đột ngày càng leo thang ở dài Gaza và các hoạt động vũ trang ở những nơi khác đe dọa dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn trong khu vực. Theo bà Hennis Plachayet, bất chấp nỗ lực của chính phủ Iraq nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng. Các vụ tấn công liên tục bắt nguồn từ bên trong và bên ngoài biên giới Iraq sẽ hủy hoại sự ổn định mà nước này khó khăn mới có được, cũng như những thành tựu mà Iraq đã đạt được trong những năm gần đây. Bà Hennis Blachayet cho biết, Liên Hợp Quốc đang tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở dài Gaza và tránh để xung đột lan rộng trong khu vực. Theo đó, sự ổn định và an ninh của Iraq là vấn đề quan trọng nhất trong mọi cam kết của UNAMI. Liên Hợp Quốc cũng một lần nữa kêu gọi tất cả các bên kiểm chế tối đa. Tuyên bố của bà Hennis Platchett được đưa ra trong bối cảnh các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria gần đây trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng dân quân người CIA có vũ trang như một phần của các biện pháp trả đũa việc Mỹ hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột hiện nay với phong trào Hamas ở giải Gaza. Các cuộc tấn công liên tục của lực lượng dân quân người CIA ở Iraq đã khiến lực lượng Mỹ đáp trả bằng cách tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng bán quân sự Hasabi của Iraq, khiến hàng chục tay súng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Truyền thông nhà nước Iran ngày 20 tháng 1 đưa tin, nước này đã phóng thành công vệ tinh Soraya lên quỹ đạo. Soraya do Bộ phận Nghiên cứu của Cơ quan Vũ trụ Dân sự Iran phát triển, phóng lên quỹ đạo 750 km. Đây cũng là phạm vi xa nhất mà vệ tinh của Iran từng chạm tới. Vệ tinh nặng 50 kg được đưa vào quỹ đạo bởi QAM-100, tên lửa nhiên liệu rắn 3 tầng do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC chế tạo. Theo hãng tin Reuters, quân đội Mỹ cho rằng Công nghệ tên lửa tầm xa dùng để đưa vệ tinh vào quỹ đạo cũng có thể cho phép Tehran bắn vũ khí có tầm bắn xa hơn, có thể bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Tehran phủ nhận khẳng định của Mỹ rằng hoạt động phóng vệ tinh là vỏ bọc cho việc phát triển tên lửa đạn đạo. Đồng thời Tehran chưa bao giờ theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân. Trước đó Iran đã tập kích loạt mục tiêu ở Trung Đông nhằm phô diễn sức mạnh và phát thông điệp răn đe Israel Mỹ nhưng nguy cơ chọc giận các láng giềng. Quân đội Iran đã thử nghiệm và nhận ra giới hạn về khả năng phô trương sức mạnh trong tuần qua khi Pakistan đáp trả một cuộc tấn công tên lửa của họ bằng đòn tập kích công khai đầu tiên vào lãnh thổ Iran sau nhiều thập kỷ. Động thái trả đũa của Pakistan diễn ra trong bối cảnh các lực lượng do Iran hậu thuẫn liên tục tấn công những quốc gia đối địch với nước này ở Trung Đông kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào đầu tháng 10 năm ngoái. Các nhóm như Hezbollah tại Liban hay Houthi ở Yemen nhiều tháng qua phát động hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Israel và Mỹ trong khu vực. Nhưng những ngày gần đây, sau khi lực lượng do Mỹ dẫn đầu liên tiếp tập kích Houthi Iran đã tấn công những mục tiêu mà họ cho là ổ gián điệp Mossad của Israel ở Iraq. Những cuộc tấn công như vậy được cho là nhằm phô trương sức mạnh quân sự của Iran trước các đối thủ. Đối với Iran, các cuộc tấn công còn nhằm mục đích phát đi thông điệp rằng họ có thể nhắm vào bất kỳ ai nếu muốn. Joe Rayburn, cựu đặc phái viên của Mỹ tại Syria cho biết, chúng thể hiện Iran sẵn sàng tung đòn đáp trả trực tiếp thay vì ủy nhiệm cho bất kỳ lực lượng nào. Kamran Bukhari, giám đốc cấp cao thuộc viện New Life, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, Mỹ nhận xét. Iran có lẽ đang gửi thông điệp tới Mỹ và các đồng minh rằng nếu bạn nhắm vào chúng tôi, chúng tôi có thể tạo ra hỗn loạn. Washington đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Tehran. "Chúng tôi đã chứng kiến Iran vi phạm chủ quyền biên giới của ba nước láng giềng chỉ trong vài ngày qua", người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller cho biết. "Chúng tôi không thấy bên nào được lợi kể cả Iran khi cuộc xung đột này gia tăng." Theo tờ thời báo Tehran, lực lượng vũ trang Iran đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với sự tham gia của các hệ thống phòng không, radar, thiết bị tác chiến điện tử, hệ thống liên lạc và mạng lưới phòng không tích hợp do nước này phát triển. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các sư đoàn phòng không quân đội và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC có mật danh Modafiane Asmane, Velayat 1402, những người bảo vệ bầu trời Velayat 1402. Cuộc tập trận nhằm mục đích gửi thông điệp cảnh báo tới bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào Iran. Lực lượng vũ trang Iran thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập quân sự để nâng cao khả năng sẵn sàng và sức mạnh quân sự của họ. Trong những năm gần đây, các chuyên gia, kỹ sư của lực lượng quân sự Iran đã có những bước đột phá đáng chú ý trong việc chế tạo nhiều loại trang thiết bị nội địa, giúp lực lượng vũ trang nước này có khả năng tự cung tự cấp. Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Mohammad Reza Astiani lưu ý rằng Tehran có ý định trình làng một hệ thống phòng không tiên tiến hoàn toàn mới trong tương lai gần. Bộ Quốc phòng Iran gần đây cũng đã rất thành công trong việc thiết kế và sản xuất một số hệ thống tên lửa đất đối không SIM như Bavra 373, tức Belif 373, Khorat 15, Talas tức Endiavur và Mesad tức Ambus. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông gia tăng nhanh chóng khi các nhóm vũ trang khác nhau trong khu vực tiến hành những cuộc tấn công vào lực lượng Israel và các đồng minh của họ trong bối cảnh xung đột ở Gaza chưa có dấu hiệu lắng dịu. Đặc biệt, Cuộc tập trận còn diễn ra trong bối cảnh Iran và Pakistan vừa thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào nhau. Cuộc khủng hoảng nhẹ trong quan hệ giữa Pakistan và Iran đã chấm dứt. Theo hãng tin Reuters, Islamabad đã bày tỏ ý định khôi phục toàn bộ quan hệ ngoại giao với Tehran. Cần nhắc lại việc hai nước láng giềng vừa tấn công lãnh thổ của nhau bắt nguồn từ việc Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử vào một số khu dân cư ở tỉnh Balochistan hôm 16 tháng 1. Pakistan lập tức đáp trả bằng cách triệu hồi đại sứ của mình và tới đêm 18 tháng 1, họ đã tiến hành một cuộc không kích bằng chiến đấu cơ vào nơi ẩn náu của phiến quân khủng bố ở khu vực biên giới của quốc gia láng giềng. Trên thực tế, hai nước đã nâng cao uy tín của nhau trên trường thế giới. Iran dám tấn công một cường quốc hạt nhân và Pakistan đã giữ thể diện bằng cách trả đũa. Các phương tiện truyền thông đưa tin, việc khôi phục quan hệ được bắt đầu bằng cuộc trò chuyện giữa những người đứng đầu bộ phận ngoại giao. Trong đó, Ngoại trưởng Pakistan, ông Jalil Abbas Jilani tuyên bố sự cần thiết phải tăng cường hợp tác với Tehran trong lĩnh vực an ninh, đồng thời nhấn mạnh mong muốn của Pakistan trong việc hợp tác cùng có lợi, tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai nước. Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng hai nước đều bày tỏ mong muốn hợp tác trên tinh thần tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của nhau, đồng thời hai bên nhất trí cần tăng cường phối hợp trao đổi các cấp, nhất là trong chống khủng bố và những lĩnh vực song phương có cùng quan tâm. Theo tờ Al Jazeera, Tehran và Islamabad cũng thảo luận về việc đưa đại sứ hai nước trở về thủ đô của nhau. Thủ tướng Pakistan Anwar ul Kaka đã tiến hành cuộc họp khẩn với các tướng lĩnh quân đội và tình báo nước này. Thông báo tóm tắt được văn phòng thủ tướng Kaka đưa ra nêu rõ Pakistan và Iran cần giải quyết các quan ngại an ninh của nhau thông qua đối thoại. Đồng thời thủ tướng Kaka kêu gọi Iran sử dụng các kênh liên lạc hiện có để giải quyết các mối lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, các chuyên gia không tin căng thẳng biên giới Iran-Pakistan sẽ gia tăng thành xung đột vũ trang hay sẽ đổ thêm dầu vào mồi lửa Trung Đông vì thái độ giữa hai bên đến nay không quá gay gắt. Theo ông Dov S. Jakhim, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS và là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại FPRI trụ sở tại Mỹ, ít có khả năng xung đột Iran-Pakistan bùng phát vì lúc này không phải là thời điểm thích hợp để Iran châm ngòi một cuộc khủng hoảng lớn với nước láng giềng có vũ khí hạt nhân như Pakistan. Vị chuyên gia cho rằng Iran hiện đang trong cuộc đối đầu gián tiếp với Mỹ thông qua nhóm vũ trang hầu thi ở Yemen và các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Iraq và Syria. Tiếp tục thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, cựu thống đốc Nam Carolina, ứng viên Tổng thống 2024 Đảng Cộng hòa Nikki Haley hôm 20 tháng 1 đã nói rằng Cựu Tổng thống Trump có lẽ không có sức khỏe tinh thần sau khi ông dường như đã nhầm lẫn giữa bà Haley với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khi trao đổi về vụ hỗn loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Bà Haley, người đăng tranh đề cử ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, vừa qua đã nghi ngờ ông Trump thiếu minh mẫn khi nhầm bà với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khi phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử hôm 19 tháng 1, vài ngày trước cuộc bầu cử ở New Hampshire. Ông Donald Trump đã chỉ trích Nikki Haley không ngăn chặn được cuộc tấn công bạo lực vào đầu Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông nói, Nikki Haley chịu trách nhiệm an ninh. Chúng tôi đã gợi ý triển khai 10.000 người gồm binh lính, vệ binh quốc gia hay bất kỳ lực lượng nào họ muốn, nhưng họ từ chối. Họ không muốn nói đến vấn đề này. Ông Trump dường như đã nhầm bà Haley với chủ tịch Hạ viện, khi đó là Nancy Pelosi. Bà Haley không chịu trách nhiệm về an ninh ở đầu Capitol thời điểm đó thậm chí còn không phải là nghị sĩ hay giữ chức vụ nào trong chính quyền. Haley là thống đốc Nam Carolina năm 2011 đến 2017 và đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc từ năm 2017 đến năm 2018. Bà Haley ngày 20 tháng 1 nói trong cuộc vận động tại New Hampshire, người ta bảo ông ấy đã nhầm, ông ấy đang nói về điều khác. Làm tổng thống là công việc có áp lực rất lớn. Vấn đề tôi e ngại là tôi không có ý xúc phạm, nhưng chúng ta không thể bầu người mà chúng ta nghi ngờ liệu sức khỏe tâm thần của họ có phù hợp để làm công việc này hay không. Đồng thời, bà Haley bác bỏ phương án làm phó tướng cho ông Trump. Bà nói, tôi không muốn làm phó tổng thống cho bất kỳ ai. Phương án đó không nằm trong suy nghĩ của tôi. Bà nhắc lại lập trường khi tuyên bố tranh cử là không chấp nhận vị trí số 2, dù Đảng Cộng Hòa chọn ai làm ứng viên cho cuộc đua vào Nhà Trắng, trong đó có ông Donald Trump. Bà nhấn mạnh bản thân không muốn trở thành một phần cuộc chơi của người khác trong cuộc bầu cử năm nay. Bà Haley từng làm thống đốc bang Nam Carolina. Bà được ông Trump bổ nhiệm vào vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc năm 2017 trở thành người gốc Ấn đầu tiên tham gia nội các. Bà từ chức đại sứ năm 2018 nhưng vẫn duy trì ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump cho đến khi tuyên bố tranh cử vào tháng 2 năm 2023. Cựu đại sứ Mỹ đang nhận được mức ủng hộ đáng kể ở New Hampshire, nơi tiếp theo Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức bỏ phiếu chọn ứng viên. Khảo sát hồi đầu tuần này cho thấy bà Haley nhận được 33% ủng hộ của cử tri đảng, trong khi ông Trump nhận được 37%. Ngày 19 tháng 1 kênh truyền hình CBS đã công bố đoạn video ghi lại phiên đối chất giữa ông Trump và các luật sư của văn phòng Tổng trưởng lý New York liên quan tới cáo buộc tập đoàn của cựu Tổng thống Mỹ thổi phồng giá trị tài sản. Tôi rất bận. Tôi đã phải đương đầu với nhiệm vụ quan trọng nhất trên thế giới lúc bấy giờ, cứu mạng hàng triệu người. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một thảm họa hạt nhân nếu tôi không xử lý vấn đề Triều Tiên ông Trump nói trong phiên đối chất. Luật sư của văn phòng Tổng trưởng lý New York sau đó đã ngắt lời ông Trump, nhắc nhở rằng họ không muốn lãng phí thời gian đối chất để nói về nguy cơ hạt nhân. Đánh giá về các vấn đề trên thế giới, ưu tiên của ông Trump nếu tái đắc cử sẽ là kéo Mỹ ra khỏi xung đột Ukraine-Nga, thậm chí là đưa Mỹ rời khỏi NATO. Hồi tháng 11 năm 2023, cựu Tổng thống Trump nói với hãng truyền thông Mỹ, Tôi rất tôn trọng Tổng thống Zelensky, nhưng tôi nghĩ rằng chuyến thăm Ukraine vào thời điểm này là không phù hợp chính quyền Tổng thống Joe Biden đang giải quyết vấn đề với ông Zelensky và tôi không muốn tạo ra xung đột lợi ích. Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky mời ông tới thăm quốc gia này để chứng minh cho cựu Tổng thống Mỹ thấy rằng không thể giải quyết cuộc xung đột hiện nay trong 24 giờ. Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh NBC, Tổng thống Zelensky nói, tôi muốn mời ông Trump đến Ukraine, nếu ông ấy đến đây, tôi cần 24 phút. Đúng, chỉ 24 phút, không hơn, để chứng minh rằng kế hoạch của ông ấy không thể chấm dứt cuộc xung đột này. Ông ấy không thể mang lại hòa bình. Ông Zelensky giải thích rằng chỉ khi đến đây, ông Trump mới có thể hiểu tình hình và hiểu rằng đề xuất hòa bình mà ông ấy đưa ra là không khả thi. Hồi tháng 7 năm 2023, ông Trump đã nói với Fox News rằng nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024, ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Đông Âu bằng cách đưa ông Zelensky và tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ông Trump nói: "Tôi sẽ nói với tổng thống Zelensky rằng hãy dừng lại, ông phải chấp nhận một thỏa thuận." Tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu ông không đàm phán, chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều hơn. Tôi sẽ hoàn thành thỏa thuận trong một ngày, chỉ một ngày. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong khi đó, các cuộc hòa đàm giữa Moscow và Kiev đã đi vào bế tắc kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. Đến cuối năm 2022, ông Zelensky thậm chí ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Putin. Ông Trump từng tuyên bố có mối quan hệ tốt với cả nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin Ông cũng khẳng định xung đột Nga-Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông vẫn còn là Tổng thống. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!